bạch nốt ăn chân cách trị tư mưa lây ngập úng nốt sẽ bị nhiễm khuẩn nhất là những chỗ bùn lầy nếu tiếp xúc nhiều vi khuẩn do lội nốt chỗ có bùn lầy nấm sẽ bám dính vào da lây bệnh nấm da dân đang gọi bệnh này ở phần chân là nốt ăn chân y học gọi bệnh nốt ăn chân là nấm rễ chân thường chủ yếu do các loài và gây ra thỉnh thoảng do loài gây nên bệnh ở đầu ở giữa rễ ngón chân thứ ba và thứ tư rễ ngón chân có hiện tượng bong xước da có màu hơi vàng chảy dịch có thể có các mụn nước ở rễ chân và từ đó bệnh lan sang các rễ ngón khác hay lây lan lên mu bàn chân hoặc lòng bàn chân nếu không vệ sinh sạch sẽ người bệnh sẽ dễ bị nhiễm trùng gây mụn mủ và vẩy da bàn chân bị sưng nề có thể sốt nổi hạch bệnh người bị mắc bệnh rất ngứa ngáy khó chịu cách phòng sau khi tiếp xúc với nước bẩn bùn bạn phải tắm rửa sạch sẽ nhất là phải rửa sạch và tỉ cọ kẽ các ngón chân chú ý các nếp da sau đó phải lau khô không để ẩm ướt nếu gia đình có người bị nốt ăn chân cần phải cách ly không để lây nấm sang người khác lưu ý không đi tất đi giày chết chung với người bệnh điều trị bệnh nốt ăn chân bằng y học cổ truyền tại tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh những phương pháp chữa bệnh nốt ăn chân nêu trên, ở Việt Nam nhiều bệnh nhân vẫn chọn cách điều trị bằng thuốc y học cổ truyền. Đây là những bài thuốc được đúc kết bởi kinh nghiệm từ lâu đời của cha ông ta nên hoàn toàn phù hợp với cơ địa của người Việt, tránh được nguy cơ cảm ứng hay dị ứng. Thuốc điểm mạnh của bài thuốc y học cổ truyền là sự lành tính và hiệu quả lâu dài với thành phần là những cây thuốc quý trong dân gian. Hiện tại chúng tôi có một bài thuốc bí truyền từ nhiều đời nay của cha ông cùng với quá trình tiếp xúc quản lý nghiêm ngặt. Thuốc được sử dụng đơn giản không gây kích ứng da, đặc biệt là hiệu quả không bị phát sau khi đã điều trị khỏi bệnh đang được người